Đây nhau nhá, đây là một cái tủ cáp của Viettel. Hôm nay sẽ đi làm nó chuẩn. Tủ này đang bị sai rất nhiều cái lỗi. Hơi căng đấy nhỉ. Tủ này đấy anh em thấy không? Chưa có một cái gì hết. Sai, đang sai toàn bộ luôn. Bây giờ là phải xử lý từng bước. Ống vàng đang bị sai này. Về cái tủ cáp thì nó có mười mấy cái lỗi cơ bản này. Xem cái chích lít nữa. Cơ sở dữ liệu này 2, 4, 5. Có 5 cái lỗi của cơ sở dữ liệu này. Đánh nhãn tủ này. Đây có nhãn tủ này. Độ cao thì độ cao đây đủ này. Dây đai ok này. Cố định đầu cáp chưa cố định này. À cố định đầu cáp rồi nhưng mà không có băng dính bịt này. Đi dây trong tủ. Nói chung phải đi lại. Lắp đặt cố định bộ chia ok này. Khay hàn bộ chia, giá cắm adapter, đầu nối, tủ hộp cáp. Nói chung là phải làm lại mà một tí. Chỗ này bây giờ phải bỏ hết anh em ạ. Tháo hết luôn. Để xem lại hai cái dây ống lọng này đã. Không biết là những nhà nào. (0028) ốp số 1 DN11.1. Hai cáp ống lỏng. Thường Dương LV3. Lý Văn Dương. Lý Văn Dương hay quá. Bỏ rồi này. Đây là nhà nào đây? FP2. Một cái sợi cáp ống lỏng này là đã bỏ rồi nhá. Tùng LM à. Tùng LM. Tùng LM. Tùng LM. Bây giờ sẽ lấy theo cái từng cái bộ chia nhé, vì cái này nó là hai cái bộ chia khác nhau. Hai bộ chia khác nhau. Rồi.
Ông ơi, ông vứt cho cháu cái mượn cái túi đen đen ở nhà, nhỏ nhỏ đấy. Vâng. Xin. Xử lý cái này bằng cách là chúng ta sạch ở đây. Ba thằng bốn này năm này từng cái bộ chia này là nó sẽ khác, nó khác hệ thống anh em nhá, cho nên là mình phải xử lý dần dần từng cái, không cắm lộn vào tí nữa lại. Tí nữa lại nó gậy lại mất tín hiệu ấy. Tủ này lâu lắm rồi không từ ngày xưa đã không củng cố. Cho nên bây giờ nó bẩn lắm. Đây. Xử lý xong thì anh em tuồn lại cái dây thôi. Nói chung là cũng mất khá là nhiều thời gian, nếu mà những cái tủ 16 như này mất thời gian. Này, nó còn luồn qua cả cái cáp to này đây. Đấy. Đây, còn cái đây, mấy cái dây cùng bên với nhau này, anh em bó lại đó. Đấy. Rồi mình rút tiếp mấy cái này. Cái sợi này nó đang ngược lại. Sợi này đang bị chéo anh ạ. Chéo mình rút qua đây thôi. Đấy. Đây. Đây ống vàng đang bị sai ạ. Ống vàng đang bị sai này. Mình cắt mình chuyển sang bên này.
cái này khó cắt phết. Đây. À vâng vâng, cháu đang sửa lại đây. Tí nữa mới có. Giờ đánh lại cái đai ấy nha nha. Đang dở bận lại. Ai gọi?
Mấy cái này là cái đợt trước, đợt xưa là bên đối tác họ làm nó bị sai. À, cái này là anh em tự làm hay sao? Cho nên đánh bị ngược. Ok chưa? Đấy nhá, gần như là ok rồi này. Đấy, mình đánh thêm một đai ở trên này nữa được. Thì mình đánh góc này. Nói chung là mấy cái đồ như này mình phải có sẵn đồ nhá, nó mới làm được. Nếu mà không có đồ thì chịu, không làm được. Phải có cái kìm siết đai ở đây này, đánh mới chắc. Nếu không có kìm này mà anh em mà siết cái ống vàng này nó hơi lâu, mất thời gian với lại không được chặt. Alo. Anh ơi, thế ổn là tôi lắp một cái camera này mà tao mày ó hay cài đặt là nó nhở? Ui giời, báo cái phần mềm quét mới. Ờ. Sao ghi là bao tên này anh ạ? Sao ghi là báo tiếp à? Lấy con mà lên mạng. Anh mê cả nãy anh đang bẩn vậy. Đang bẩn à? Ờ, anh đang lên cột. Rồi. Thì nói anh đánh cho này. Tao phải hôi nữa. Dạ. Ờ. Đang làm à. Giờ thì chị em lại bắt lại hỗ trợ cài camera. Một ngày tầm 100 cuộc điện thoại là bình thường anh em ạ. Đâu, cháu đang ở lại, chờ cháu tí. Ông cứ bình tĩnh. Hôm trước điều khiển được chưa ông? Điều khiển hôm trước ông lấy chưa? Thôi, điều khiển cũ mà, cho ông. Vâng. Cháu sửa lại cái hộp này phải làm lại. Tí nữa là có lại. Cái này mấy cái này cũng mất thời gian lắm anh ạ. Không phải. Mất thời gian và phải có đồ.
Nếu không có đồ thì cũng không làm được đâu. Và quan trọng nhất là cái kìm xiết đai này này. Mỗi một cái kìm này là giá hơn 1 triệu. Nhục lắm. Ngược hay sao ấy. Bên này nhá. Bên này. Ở đây nó có 2 chiều để đánh. Anh em thuận tay bên nào thì anh em đánh bên đấy. Miễn là cái hộp này nó chắc là được. Alo. Đợi đợi một hồi nữa, anh đang vớ hộp sao? Anh em kiểm tra xem dây dỡ này nó căng chưa anh em nhé. Ok. Anh em thứ tự cắm nha. Đây 1, 2 này. Lưu ý cái thứ tự cắm của cái bọn này. Đây này, 1, 4, 7, 10. 4 đây. 6 bên này. 2 đây. 5. 8 3 trong cùng 1 7 7 này 1 này. Anh em theo cái ở đây này, vị trí ở đây này. Đó. Tiếp theo cái thứ hai cũng thế. 8 8 2 5 3 4 6 1 Đây là 7. Đấy. Mẹ, ai gọi nhớ nhỉ? Alo? Alo? Vâng. Chưa được ạ. Chưa được ạ cơ. Vâng vâng. Rồi rồi.
cái đầu chỗ ốc này anh em phải bắn quấn băng dính vào anh em nhé. Lại phải tháo ra để quấn cái đầu vào. Anh em làm nhẹ nhàng thôi nha, đầu này nó hay bị gãy lắm. Rồi. Đây là mấy cái tủ cáp mà ngày xưa mấy ông thầy, ông thần nhà mình là đi lắp đặt, cho nên là nó lắp hơi sai quy cách. Cho nên bây giờ mình phải làm lại anh ạ. Mình quản lý lại cái tuyến này cho nên là phải làm lại. Hơi khoai đấy. Hầu như mấy cái tủ mà ngày xưa làm ấy thì không đạt. Quy cách triển khai không đạt. Bận quá. Chờ tí ông nhá.
Bà có bán rẻ lau không? Bà có rẻ nào cũ? Cháu xin cả. Gần 12 giờ rồi anh em, làm từ lúc 10 giờ, mất 2 tiếng để xử lý cái thuê bao này, à tủ cáp này. Khó khăn quá. Đấy. Bây giờ mình đẩy cái này lên thôi. Đấy. Ngon ngay, gì đâu mà. Hơi mất thời gian tí anh em. Nghe anh ơi. Làm về chưa? Em chưa. Tài khoản nhà anh, ghi lên tài khoản nhà anh nhá. Có chương trình gì anh? Có chương trình gì thì vui buồn uống. Vui uống buồn uống à? Vâng, để em xem đã, đợt này đang ốm. Không uống cả. Đợt này em ốm có uống được đâu, đang cay. Vâng. Đâu anh? À vâng, ui ngon thế nhở. Ok, nếu mà em ấy em kịp em về. Ừ nhá. Vâng. Ở đây thì anh em cắt từng cái đoạn này ra này. Xong mình cho vào cho nó dễ. Không ấy mình lại phải bấm lại đầu phát, nó mất thời gian hơn anh ạ. Đây mình cài như này. Đấy, xong anh em đẩy lên thôi. Chưa. Ôi, hỏng rồi. Đi mẹ. Thì đoạn này là đéo cho vào này. Mẹ không để ý, không sao,
hai sợi này thì còn con gì đâu. Lưu 4 á. 40.7 cho nó ra. Cho nó vào lại thôi, không vấn đề gì. À cả sợi này nữa chứ. À, ổn thật đấy. Quên. Sai một ly đi vài dặm. Rồi. Ok. Ok con xe. Ok con xe. Ok con xe. Lưu bật 4 này. 4. Hoàng. Bọt 5. PT27. Bốt 7 này. Ok chưa anh em? Ok chưa? 1 cháu này. 2 cháu này. 3 cháu này. 4. Đấy thế anh em cứ kéo lên trên như này nhá, dây nào bỏ thì tí nó bỏ luôn. Thì mình buộc ở dưới này cho nó gọn. Rồi, hai dây bỏ này. Rồi, xong anh em kéo xuống như này thôi. Đấy, xong em thiết vào đấy đã được. Đấy, xong anh em buộc ở đây là được nhá. Làm cho mấy vòng ở đây là được. Ok chưa? Chỗ này thì nó hơi căng rồi. Thank you.
Alo. Nó ăn chưa? Ok rồi. Cái này nó bị lâu ngày nó bị hết chất rồi. Còn nửa hai đâu lại kha?